Xin chào các bác, em là Hiếu Ô Tô. Hôm nay em này nhận sửa chiếc đầu Android mà nó đang bị cái hiện tượng là không vào được mạng. Lỗi không phải lỗi SIM hoặc là lỗi Wi-Fi mà là bản thân nó không vào được mạng. Thì, nguyên nhân của nó là nó bị lỗi chương trình. Nếu lỗi chương trình thì em chạy lại chương trình rồi em đã chạy lại rồi. Bởi vì là em chưa biết rằng nó hỏng chương trình hay hỏng cái gì. Cho nên em đã chạy lại chương trình mà nó được, cho nên em không quay cái đoạn cái khoảng để hướng dẫn các bác chạy chương trình. Nhưng mà đấy là em hướng dẫn để các bác nhận biết cái lỗi này là do lỗi chương trình thôi. Để sửa cái đấy thì phải tháo đầu ra mới chạy được, thì em vừa tháo ra rồi, bây giờ em đóng vào để em hướng dẫn các bác cái cách tháo. Các bác cứ tháo ngược ra là các bác có thể tháo được cái đầu đấy ra rồi. Con này con Tota, con này con Prado anh nhỉ? Hai nên là Lancuser. Đang cứu sơ. Đây nó có cái mẫu hình như này. Ok. Cái mặt dưỡng này, như nếu mà các bác tháo đến đây rồi thì các bác thì cần phải giật nó ra thôi, cần giật thẳng nó ra thôi. Nó ra nó chỉ gồm các lẫy như này này, lẫy như này này. Ok, bây giờ đóng ngược vào đi. Em đóng đừng có ấn vào phần màn hình, ấn ở dưới này này. Ấn vào cái phần màn hình này nó dễ bị vỡ màn hình. Ấn mạnh vào. Trên này cũng thế. Góc này, ấn từng góc một. Đó, ok. Sau đó bây giờ cài với cái gió điều cái cửa gió vào. Các chú ý là ấn đừng ấn ở những cái chỗ như này, nó để dễ đè vào màn hình mà nó vỡ. Có nhiều trường hợp vỡ xảy ra rồi. Ấn lên. Ok. Ở dưới này thì nó có một con ốc có đóng cái này trước này. Đóng cái này trước. Đóng bên đấy trước đi, đóng bên đấy. Nào. Đây, cố như này. Đó. Trông rất là khủng khoảm, rất là hầm hố nhưng mà nó cũng không khó lắm đâu. Đó, nó vào đúng cái lẫy chỗ trên đấy. Đấy. Bên dưới vào đúng cái lẫy, nhìn đúng cái lẫy. Đấy, ấn mạnh vào. Mạnh vào. Đấy, ấn mạnh bên dưới vào. Rồi, ở đây có con ốc. Ở thẳng ở đây các bạn hãy nhìn thấy con ốc. Tôi biết đâu. Và bên này cũng thế. Ok. Ok, sau khi nó vặn ốc này vào thì nắp cái tấm này vào, tấm ốp này vào. Này chỉ có lẫy thôi, không có cái mũi ốc nữa đâu. Ok. Ở bên này cũng vậy. Vậy nếu các bác nằm ngược ra thì các bác tháo từ đây trước, rồi tháo cái này, rồi tháo cửa gió đi không à? Rồi giật cái màn hình ra, nó rất là đơn giản. Nếu các bác ở xa mà không tìm được nơi sửa chữa uy tín chất lượng thì liên hệ với em và làm theo cái video, em là có thể tháo được cái đầu ra rồi. Em cảm ơn các bác xem video.